Xin chào các bạn. Galaxy S8 là chiếc flagship mới nhất vừa được hãng điện tử Samsung giới thiệu. Với tư cách không chỉ là người kế nhiệm xứng đáng cho chiếc Galaxy S7 mà còn tiếp tục khẳng định vị thế tối cao của Samsung trên thị trường di động nữa. Do đó, những chiếc Galaxy S8 đã dễ dàng chứng minh được rằng chúng chính là những chiếc điện thoại Android đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, không phải là chỉ có Galaxy S mới thực sự là chiếc điện thoại tốt nhất hiện nay, và bên cạnh đó thì người đồng hương của Samsung là LG cũng đã chứng minh được rằng họ có thể làm nên chuyện với chiếc G6 đấy. Đây có thể là chiếc flagship mới nhất hiện tại của LG, và do đó sẽ khá thú vị khi chúng ta đặt lên bàn cân hai chiếc điện thoại này với nhau để cùng xem thiết bị nào sẽ có lợi thế hơn nhé. Đầu tiên về thiết kế thì nhìn từ bên ngoài, LG G6 và Galaxy S8 đều chắc chắn sẽ khiến cho hầu hết chúng ta phải có cảm tình về mặt thiết kế, kể cả những người khó tính nhất đi chăng nữa, bởi cả hai đều đã áp dụng rất tốt ngôn ngữ thiết kế kim loại nguyên khối cùng với cả hai mặt kính tạo nên sự sang trọng mỗi khi nhìn vào. So với Galaxy S8 thì LG G6 lớn hơn một chút với số đo 3 vòng lần lượt là 148,9 x 71,9 x 7,9mm, phần nặng 163g. Trong khi đó thì Galaxy S8 mini nhon hơn một chút với số đo là 148,9 x 68,1 x 8mm, phần nặng 155g. Một trong những thay đổi lớn nhất của Galaxy S8 so với người tiền nhiệm Galaxy S7 của nó chính là ở đầu đọc vân tay được di chuyển ra mặt lưng cạnh camera, và trong khi đó thì đối với LG G6 là từ bỏ lối thiết kế module nhưng mà vẫn giữ đầu đọc ở chính giữa của mặt lưng. Trong khi đó thì Galaxy S8 có lợi thế một chút khi tích hợp cả máy quét mống mắt ở mặt trước của điện thoại, và một số đặc điểm chung có thể dễ nhận thấy ở cả hai chiếc flagship này đó là khả năng chống nước với chứng chỉ IP68, cổng USB Type-C và jack cắm tai nghe 3,5mm. Nhìn chung về cơ bản thì Galaxy S8 có được vẻ đẹp mềm mại hơn nhờ các góc máy được vát cong rất mạnh, cùng với cả hai mặt kính cũng được làm cong, do đó thì sẽ tạo được sự chú ý nhiều hơn so với thiết kế ít cong hơn một chút, phần nam tính hơn như là trên LG G6. Tuy nhiên thì cả hai thiết kế này đều cho cảm giác cầm nắm rất tốt, và chắc chắn là gia công của họ thì cũng rất tốt rồi. Sẽ không quá khi mà nói rằng G6 chính là chiếc điện thoại được gia công tốt nhất hiện nay của LG, còn Galaxy S8 thì giống như là một bản tiếp cận hoàn hảo của chiếc Galaxy S7. Thứ hai, về màn hình thì so với mặt bằng chung của thị trường di động hiện nay, cả LG G6 lẫn Galaxy S8 đều được trang bị một màn hình khá là dị. Cụ thể là Galaxy S8 thì được trang bị màn hình 5,8 inch và Samsung thì tự hào gọi đó là màn hình vô cực dựa trên tấm nền Super AMOLED và độ phân giải là Quad HD cho mật độ điểm ảnh là 570p cùng với các tỷ lệ 18,5:9. Trong khi đó thì LG G6 có màn hình là 5,7 inch và có tấm nền IPS LCD, độ phân giải Quad HD và cho mật độ ảnh là 564p cùng với cả tỷ lệ là 18:9. Một điểm thú vị, cả hai máy này đều có 4 góc màn hình trên hai máy và được bao tròn cho cảm giác khá mềm mại nữa. Về chất lượng hiển thị thì cả Galaxy S8 lẫn LG G6 đều là những đại diện xuất sắc của Samsung và LG, vốn còn được biết đến với những cái tên như là nhà sản xuất tấm nền hàng đầu thế giới. Do đó mà tùy thuộc vào việc bạn muốn sử dụng loại tấm nền nào, OLED hay là LCD, còn về chất lượng màn hình thì theo mình cả hai thiết kế này đều được tiếp cận tới sự hoàn hảo. Tiếp theo về phần mềm thì cả Galaxy S8 và LG G6 đều được vận hành trên phiên bản Android 7 Nougat mới nhất, với giao diện được tùy biến riêng để tăng độ nhận diện cho thương hiệu của hai công ty. Về phía Galaxy S8 thì đã ghi nhận sự cố gắng rất nhiều của công ty Hàn Quốc cho việc liên tục cải tiến giao diện riêng là Grace UX, và từ thừa thãi trở thành đơn giản và đẹp mắt hơn. Trong khi đó thì giao diện LG UX của G6 khá đẹp mắt và sử dụng nhiều hơn khi được tối ưu rất nhiều những khả năng làm việc trong các công việc cụ thể. Theo mình thì điểm khác nhau lớn nhất giữa phần mềm của Galaxy S8 so với cả G6 chính là việc được tùy biến một số ứng dụng riêng để phù hợp với màn hình cong, cùng với cả trợ lý ảo Bixby độc quyền do Samsung tự phát triển. Trong khi đó thì LG G6 lại sử dụng trợ lý ảo là Google Assistant với nhiều tính năng ưu việt và hỗ trợ người dùng tốt hơn. Một điểm thú vị trên giao diện của Galaxy S8 chính là việc cho phép người dùng có thể truy cập ngăn kéo ứng dụng bằng cách là vuốt màn hình, trong khi đó thì LG G6 bạn sẽ cần phải điều chỉnh thông qua menu cài đặt. Một điểm mình khá quan tâm đó là về camera, thì chất lượng camera trên điện thoại đã trở thành một yếu tố không thể bỏ qua khi so sánh những chiếc điện thoại khác nhau, đúng không nào? Và nhất là những chiếc điện thoại mang vai trò flagship như là LG G6 hay là Galaxy S8. Với G6 thì LG đã tiếp tục đưa ra cụm camera kép vốn đã được đánh giá rất cao với người tiền nhiệm G5 lên và cải tiến tiếp tục với hai ống kính kép cùng độ phân giải là 13MP. Trong khi đó thì Samsung vẫn tiếp tục trung thành với hệ thống camera đơn tương tự với người tiền nhiệm Galaxy S7 với độ phân giải là 12MP và tích hợp công nghệ lấy nét dual pixel chứng danh cùng với cả camera trước được nâng lên độ phân giải 8MP.
Cả hai camera của hai thiết bị này đều hỗ trợ rất nhiều những chế độ chụp ảnh, và theo mình thì cả camera này đều xứng đáng những chiếc smartphone chụp ảnh đẹp nhất thế giới hiện nay. Về hiệu suất hoạt động thì Samsung Galaxy S8 được mang danh là chiếc điện thoại thương mại đầu tiên trên thế giới được trang bị con chip Snapdragon 835 hay là Exynos 8895. Do đó mà hiển nhiên là hiệu năng của nó thuộc hàng top so với phần còn lại của thế giới rồi. Còn LG G6 thì lại khiêm tốn hơn một chút với con chip Snapdragon 821 và các thông số khác của hai thiết bị này bao gồm RAM 4GB, ổ nhớ trong 32GB. Như vậy rõ ràng về hiệu năng thì Galaxy S8 với lợi thế về chip nhớ chuẩn là UFS 2.1 cùng với cả vi xử lý mới hơn đã có màn chiến thắng khá thuyết phục so với người đồng hương là LG G6 rồi. Về thời lượng pin thì LG G6 được trang bị quả pin dung lượng 3.300 mAh, cao hơn hẳn so với chiếc Galaxy S8. LG có vẻ khá khôn ngoan khi quảng cáo rằng quả pin của họ được áp dụng công nghệ chống nổ, tức là sẽ mang lại cảm giác an toàn hơn khi sử dụng so với người tiền nhiệm. Dù sao thì có lẽ là chúng ta cũng nên để ý tới thời lượng pin đúng không nào? Galaxy S8 thì dù có pin thấp nhưng lại có lợi thế là con chip xử lý tốt, mới muốn ít điện hơn, do đó thì nhiều khả năng là thời lượng sử dụng của hai máy sẽ không chênh nhau nhiều lắm đâu. Cuối cùng là về giá bán thì hiện tại LG G6 đã được chính thức bán ra với mức giá là $672, tức là khoảng 15 triệu đồng. Trong khi đó thì mức giá dành cho Galaxy S8 sẽ từ $800, khoảng 19 triệu đồng nước ta. Như vậy thì mức giá cơ bản của hai máy có sự chênh lệch tương đối cao, tức là gần $200, và đó thực sự sẽ là một khoản chênh lệch đáng phải cân nhắc với nhiều người khi ưu tiên đầu tư cho một chiếc điện thoại trong hai mẫu trên. Tuy nhiên thì có vẻ như là Galaxy S8 có phần đắt xa xăm nhiều đấy, khi mà đem đến khá nhiều lợi thế dễ nhận thấy so với người đồng hương LG G6 khi được trang bị màn hình cong này, tùy chọn bộ nhớ cơ bản lớn hơn và chip nhớ thì cũng có cả hệ thống camera quét mống mắt nữa. Nhìn chung thì có thể thấy rằng cả Galaxy S8 và G6 đều là những chiếc điện thoại tuyệt vời và hứa hẹn là mục tiêu sở hữu của rất nhiều người đam mê công nghệ. Rõ ràng là nếu là một người bình thường thì chắc chắn là thiết kế sexy cùng với cả sức mạnh của Galaxy S8 sẽ khiến cho bạn phải xa lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong khi đó thì LG G6 lại có lợi thế về mức giá rẻ hơn, đáng kể so với camera kép rất chất lượng nữa. Nói tóm lại thì cả hai thiết kế đều đang cung cấp rất nhiều những điều thú vị cho người sử dụng. Do đó mà việc lựa chọn một thiết bị sẽ phụ thuộc vào phần lớn túi tiền của bạn, lớn tới đâu nữa đúng không nào? Và video của mình ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Thank you.